anh về con chó là nha. Tôi không nói chuyện với con chó. Ai bị vô bãi mày nói gì vậy? Mày hãy bãi đâu vậy? Em đặt để hết. Ủa quý. Ủa anh Vinh mới về chơi hả? Ừ. Ủa phải không anh? Có xe anh nha, anh vô anh đưa chị ra, hai anh chị đi cũng bị cái. Dạ, bữa nay lên đòi xe đẹp lắm á. Ừ, xe... Nhiều. Cái này hả? 45. Mua lại dạ, đại giá, đại giá. Rồi bạn xíu nha. Ừ, em bỏ đây không sao đâu. Hôm nay là anh hai chị hai dắt thêm một buôn về. Trời ơi, đi chơi. Sợ luôn nhớ. Quý ơi, quý. Hả? Quý ơi, anh lấy xe quý ơi. Em để đâu ạ? Xe đó đó, lấy gì anh? Làm gì đây em để xe anh đâu rồi? Dạ, trước dạ, em. Khỏi cái. Dạ. Nãy để đây đâu rồi? Không có xe đâu anh. Xe anh... Ủa anh chị là vợ hả? Mày giỡn hoài. Xe đâu? Tôi báo thì chết đi giờ. Dạ. Xe đâu? Không biết là hai chồng mới về qua chứ. Thì về chơi. Trời, lão cha này nó quá dữ, khủng quá. Nhưng mà nè, em có về chiếc xe anh đâu? Chưa lẽ mà mọi nhậu nha. Bây giờ anh hỏi chiếc xe đâu? Xe đâu? Xe đâu? Mẹ tôi về mẹ tôi nhậu với mày. Giỡn hoài. Gì xe nãy em hả? Hồi nãy mày đứng đây mày sắp chuối anh dẫn xe vô anh kêu giữ giùm anh mà. Anh không để chị có anh xe không? Thì bình thường. Rồi rồi, mình có xe nữa rồi. Để xe mà. Mày không có giữ hả? Nãy mày còn hỏi anh xe nãy, mùa nãy. Mày không có giữ xe hả? Ý là hồi nãy hai chồng ý là anh để này nè, em vô nhà lại có kiện thì em để đây thôi chứ. Nhưng em, mà để đây mày mày coi cho anh chứ. Rồi đó. Rồi đừng có giỡn quý ơi. Đâu á, đó giờ để đi. Anh chị mất xe luôn rồi. Xe mất mát gì đâu. Ê, anh nói mày đừng có giỡn nha, mất xe là mày đền đó. Gì xe đó, mấy triệu xe mấy triệu đâu sao khi mày giữ xe mày giữ trời ơi mày nhận người ta giữ thì mày phải giữ chứ. Trời trời thì anh cứ để đó đó vậy giống như em mỗi lần em qua nhà nó để xe thì em cũng nhờ vậy để đó thôi chứ mất mát gì đâu. Nhưng mà mỗi lần mày để tao cũng coi gì cho mày chứ tự nhiên bây giờ anh để đây mày ừ tiếng rồi bây giờ xe anh đâu. Trời công chuyện lum lum lê lê thì em vô nhà thì mày đừng có nhận giữ xe của người ta để bây giờ nhận giữ xe người ta xong rồi nó mất xe nó không biết. Chị nói gì không được nghe. Khi nào mà cái nhà mày mày mất công chuyện làm á anh ơi anh để xe mất em chẳng giữ xe đó tự giữ còn này là anh chỉ gửi tôi thôi còn tôi để cho mày để không thôi. Giữ được mày đừng có nhận mày đừng có ừ thì tao sao không để xe đây bây giờ để xe mất rồi mày kêu không đền. Trời ơi anh mới mua đó quý ơi mày cứ giỡn mày lấy ra cho anh chứ bây giờ mày chơi mày để giỡn gì mất tiền đó giỡn gì nữa thằng ơi nãy để em đâu lấy không mày nhớ con chó mà mày gửi với nhà tao á mất tao là mất tao phải chịu trách nhiệm tao phải đền mày lại con chó tao cho nhắm giữ không được tao phải vẫn chịu trách nhiệm con chó đó. Bây giờ xe mày nhận mày giữ với tao. Bây giờ mất xe rồi. Mày đền đi. À thì ra là bà thù dai cái vụ con chó hồi bữa đó hả? Không phải là thù dai. Nhưng tao nói lại cho mày nghe vậy á. Mày hiểu không? Thôi bây giờ nói vậy này như nè. Thôi bây giờ như nè. Cái con chó nó là động sản. Còn xe nó là bất động sản. Cái thứ hai nữa. Cái con chó nó có mấy trăm ngàn nè. Còn bây giờ xe cậu nó mấy chục triệu anh nói chuyện sao nữa. Bây giờ nó nhận giữ xe. Thôi mày mất xe nó chịu trách nhiệm nó chịu đền. Xong cái đồ ảnh gửi đây anh vô làm con trẻ ra nữa đợi con xe con tiêu đó thôi là cái xe mất rồi hả? Ừ xe mấy chục triệu mới mua xe còn đúng không? Nói chung nè nói chung là anh biết á là xe dựng đây nhiều khi là người nhà hỏi người nhà có ai dắt đi đâu không? Mày đừng á bây giờ mất xe mày lên đi thôi 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 thôi. Nhưng mà mày đừng có nhận giữ xe ở đây. Nhận giữ xe ra xong giờ mày không giữ. Bây giờ tôi không giữ đâu. Bây giờ bãi giờ. Bãi giờ không. Giờ mày không tôi chứ không nói. Có gì từ đó chứ hả mày xe mày. Bãi giờ luôn anh tôi trước nè. Mày không giữ giùm anh thôi hả mày làm giữ em. Không giữ đâu tôi bắt tôi bắt. Anh bắt xe hộ tôi muốn hả? Anh bắt xe hộ tôi muốn hả? Chứ mọi lần hả mày giữ. Mày giữ thì bây giờ con chó mày mất tao đền cho mày nữa. Mày bây giờ mày nói vậy. Anh nói vậy không? Anh nói như vậy không? Tôi đền về con chó là cho anh. Tôi không nói chuyện với con chó. Ai mày vừa bãi mày nói gì vậy mày? Chú lấy xe đi nãy giờ luôn hả? Làm anh cái sườn xe kìa. Tưởng xe của thằng Quý. Rồi mới chạy ra đánh cờ ngoài đầu đường nè. Trời ơi. À, tưởng con mới mua xe. Báo gì quá trời báo. Chứ còn gì chạy cũng thấy mày cũng có trách nhiệm nữa. Ba mày lấy đi mày còn không biết nữa, định thấy không? Tao có trách nhiệm gì vô chứ hả? Ông già tao lấy mà tao lấy hả? Nhưng mà ít ra mày có biết ai lấy chứ người nhà mày mà. Cái này là biết là không phải mày mất rồi nhưng mà ít ra có trách nhiệm gì vô phải thôi. Không, cái nói cho tao tao biết. Không, cái này là tưởng là Quý. Cái xe không mất là không sao rồi. Bây giờ sao? Bây giờ làm gì mà vậy? Mà chú ơi, chú về chú khỏi đó. Chú lấy xe đi chứ mày nói người ta một tiếng chứ. Thôi bây giờ nè nè con ơi. Mày nói chuyện với ông già tao mày chỉ rõ vậy hả? Này nhà của chú mà. Mày khỏi. Hả? Con vợ ông nói chuyện với ông già tôi nói chuyện chỉ rõ vậy đâu mày được không? Nhà của chú mà thì chú tưởng xe quý chú lấy chú chạy được rồi. Tại sao cái xe đó cũng quay về rồi.
với gia đình. Đây, khoan lộn nữa. Đó nghe, ba vô nhà. Hai vợ chồng bay để xe nhà tao mất cho tao đền. Bây giờ tụi quay phải trả tiền giữ xe đi. Khỏi. Cái gì? Bây giờ phải thôi. Có xe thôi, giờ mày tính toán rồi luôn hả? Gửi xe bây giờ mất kêu đền. Bây giờ mày trả tiền giữ xe. Bây giờ tao nói cho tụi bay nghe nè. Mai mốt tụi bay qua đây á, đừng có để xe. Nói chung là không cần biết, không cần nghĩ là cõi chú xe, không có để ở đây đâu. Cảm ơn à. Hai vợ chồng bay chạy xe cẩn thận nha, coi chừng xe đụng chết nè. Không biết lần chú luôn, không có gì lại luôn, đứng đây chú. Đó là trời chưa từng thấy à.